Và để liên tục chương trình trở lại một giọng hát nam rất là ngọt ngào và rất là hay trong buổi tối hôm nay với một ca khúc trữ tình được mang tên Tội Tình, một sáng tác nhạc sĩ Hàng Châu qua tiếng hát của anh Sơn Nguyễn. Vâng, xin mời anh Sơn Nguyễn ạ. Vâng ạ, lời nói đầu tiên cho Sơn Nguyễn xin kính chúc cô chú cùng toàn bộ quý vị ở đây có một đêm nhạc thật là ấm áp và tràn đầy hạnh phúc ạ.
Sư Nguyễn xin cảm ơn quý vị ạ. Rất là ngọt ngào và rất là hay ạ. Cảm ơn anh Sơn Nguyễn rất là nhiều.